Câu chuyện đem quỷ về thờ. Mình tên Hương, quê ở Sài Gòn. Câu chuyện này do ba kể lại cho mình nghe. Thời điểm xảy ra vụ việc là vào khoảng đầu những năm 90 tại quận 4 Sài Gòn. Ba kể ở cùng con hẻm của ba có nhà ông Tư Sang. Nhà ông Tư ở cuối hẻm, nhà ba ở giữa hẻm. Hai người chơi chung với nhau thân lắm vì cùng là bạn nhậu. Và ông Tư nổi tiếng là mê cờ bạc. Làm bao nhiêu tiền là ông đổ vào bầu cua, lô đề. Bởi vậy 40 tuổi mà không ai dám lấy ông hết. Khoảng năm hai mấy 30 tuổi là ông Tư làm bốc vác trái cây ở bến Vân Đồn. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn là nghỉ. Ông nói công việc nặng nhọc mà làm thì không có được bao nhiêu tiền. Trong quá trình thất nghiệp do không có tiền ăn nên ông phải qua nhà ba mình để ăn cơm ké. Rồi mai sau có người bán lại cho ông một chiếc xích lô cũ, nên ông mượn tiền ba mua lại để chạy xích lô chở khách. Và đó cũng chính là nghề gắn bó với ông lâu nhất, làm từ năm 30 tuổi cho đến 40 tuổi. Công việc thì cũng tà tà, có ngày đắt khách, ngày ế khách. Mà hễ làm được 3-4 ngày là ổng gom tiền đi qua quận 8 đánh bài. Thua hết tiền thì ngày mai lại về đạp xích lô chở khách. Mỗi lúc ngồi nhậu với ba, ổng hay than khổ. Suốt ngày bù đầu và kiếm tiền, ổng ước có một ngày nào đó không cần làm mà vẫn có tiền ăn, quýnh bài, quýnh đề. Và rồi đến một ngày nọ thì ước mơ của ông Tư đã thành hiện thực. Đó là không làm mà vẫn có ăn. Ngày hôm đó là ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch, ngày vía thần tài. Sáng hôm đó trước khi đi, ông Tư cũng mua một nải chuối để cúng cho ông địa thần tài, cầu cho hôm nay mình chạy xe đắt khách. Mà công nhận đắt thiệt. Ngày hôm đó khách đi xe của ông Tư nơm nớp, ông kiếm được cũng kha khá. Chiều hôm đó sau khi có nhiều tiền thì ông định đi về nhà. Tuy nhiên cái máu cờ bạc của ông lại trỗi dậy. Cuối cùng ông quyết định mua ổ bánh mì ăn đại rồi chạy xe qua quận 8 quýnh bài. Lúc mà đi qua thì ông không quýnh bài mà chọn cái sạp bầu cua cá cợp. Và rồi ngày hôm đó có bao nhiêu tiền trong túi ông móc ra chơi sạch. Kết quả tới 10 giờ đêm ông thua hết và ông lại đạp xe xích lô ra về. Thời điểm đó ban đêm thì cũng không quá đông đúc như bây giờ, lưa thưa thôi à. Khi mà đang đạp xe nhìn mông lung hai bên đường thì ông nhìn thấy kế bên con hẻm nhỏ có một cái bàn thờ đã bị bể nứt tùm lum rồi, giống như bàn thờ ông địa nhưng mà nhỏ hơn. Và ở trong cái bàn thờ này lộ ra một cái bức tượng hình thù kỳ dị lắm. Nhìn sơ qua thì bức tượng màu đen. Lúc đó có gì thôi thúc nên ông dừng xe lại, đi tới chỗ đầu hẻm, cầm bức tượng lên nhìn ngó. Khi nhìn kỹ thì ông thấy bức tượng chưa tới 10 cm. Nó có màu đen nhám. Trên khuôn mặt của bức tượng chỉ có độc nhất một con mắt và một cái miệng nhỏ xíu. Mình mấy tay chân thì uốn éo như đang múa vậy. Khi ông nhìn bức tượng thì ông suy nghĩ không biết đây là vị thần nào mà kỳ vậy. Hồi đó giờ chưa thấy ai thờ bức tượng này hết. Lúc đó ông bỏ xuống định đi về, nhưng đi được tầm khoảng 10 mét thì ông lại quay đầu nhìn lại. Giống như bức tượng có sức hút gì với ông mà không thể nào giải thích được. Nhìn giáo giác xung quanh không thấy ai nên ông quay lại cầm bức tượng nhét vào túi quần và đi về, định sẽ đem về trưng trong nhà. Nhưng mà ông không hề biết rằng từ giây phút mà ông bỏ bức tượng vào túi quần thì cuộc đời ông bắt đầu thay đổi. Những gì mà từ trước giờ ông chưa thấy, chưa có, mong muốn có thì nó đến với ông dần dần từng chút một. Đầu tiên là ông thấy ma. Tại vì đó giờ ông chưa thấy ma bao giờ. Mặc dù ông làm cái nghề đạp xích lô đi sớm về hôm, hoặc có những khi đi chơi bài tới tận 1-2 giờ sáng, nhưng ông cũng chưa bao giờ gặp ma. Ông Tư kể lại với ba là lúc lấy bức tượng xong, chạy được một đoạn nữa là tới cầu. Khi mà xe chạy tới khoảng giữa cầu, bất chợt ông Tư thấy có một ông già ăn mặc rách rưới, chân không mang dép và đang đứng trên thành cầu. Cái việc mà người ta ra cây cầu này để tự tử là cái việc thường ngày. Tuy nhiên gần nửa đêm rồi lại có một ông già ra đây đứng để nhảy thì đó là lần đầu tiên mà ông Tư thấy. Mặc dù biết người ta chuẩn bị nhảy nhưng ông Tư quyết định ngó lơ, kệ ổng, muốn nhảy thì cứ nhảy, coi như không thấy gì cả. Vừa nghĩ xong là ông Tư chạy ngang qua ông già đó.
Vừa chạy qua là làn gió khí lạnh ở đâu nó phà thẳng vào mặt của ông Tư. Khi đó ông hắt hơi liên tục mấy cái, và sau đó là một giọng nói lanh lảnh tức giận vang vang trong lỗ tai ông Tư. Thằng kia, mày thấy tao chuẩn bị nhảy mà sao mày không tới cứu tao hả mày? Mày có tin là tao bắt mày nhảy chung với tao không? Khi vừa nghe cái tiếng đó xong là theo phản xạ ông quay đầu về sau nhìn. Vừa quay lại nhìn thì thấy ông già lúc nãy phóng khỏi thành cầu về mặt đường và bắt đầu bò bằng bốn chân về phía ông Tư. Mà ông bò lẹ dữ lắm, vừa bò vừa banh miệng ra cười lanh lảnh. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến bây giờ thì đó là lần đầu tiên ông Tư thấy ma. Ớn quá nên ông Tư quay đầu lại, dùng hết sức để đạp, vừa đạp vừa la: "Bố làng xóm ơi, ma, ma!" Ông Tư chạy muốn xì khói và vẫn còn nghe tiếng ổng sau lưng. Sau khi xe của ông Tư chạy xuống chân cầu và chạy thêm một đoạn nữa thì may mắn là không còn nghe tiếng ông già đó nữa. Khi mà chạy gần tới nhà, chỉ cần băng qua đường rồi chạy tới cuối hẻm là tới nhà. Nhưng chưa kịp chạy vào hẻm thì cái chuyện kinh dị lại đến tiếp. Khi xe vừa băng qua đường, ông nhìn qua hẻm kế bên thì thấy có một chiếc xe của một cậu thanh niên chạy ù ra và chạy thẳng vào ông. Cũng may là ông né kịp thời, chứ nếu không là nó tông thẳng vào ông rồi. Lúc mà nó chạy xẹt qua ông thì bắt đầu dừng xe lại, quay đầu nhìn ông mà chửi: "Má, cha già này, đuôi hả?" Lúc này ông Tư cũng đâu có hiền, bị nó chửi ổng tức quá mới chửi lại: "Mày á, đêm hôm mà đi kỳ vậy, mày chạy gì coi chừng á, xe nó ăn mày giờ á." Khi mà ông định chửi thêm vài câu nữa thì ông thấy ở phía trước có một chiếc xe tải đang lao tới. Nó lao thẳng tới ngã ba với tốc độ cực kỳ nhanh. Khi mà xe tải chạy tới cái đèn nó pha ra, thằng thanh niên này luống cuống chưa kịp chạy thì chiếc xe nó lao thẳng vào cái rầm. Lúc vừa té lăn ra đường là ông nghe một cái rộp, cái bánh xe tải nó cán ngang đầu. Nhìn cảnh tượng đó là ông điếng hết cả người, vừa mới rủa nó xong là nó bị thiệt. Quảng quá rồi đâu dám nhìn nữa, ông sợ đứng chút xíu nữa công an tới lại liên lụy. Lật đật ông quay đầu chạy thẳng vào hẻm về nhà mình. Vừa về tới nhà là ông lên gác nằm. Vừa nằm xuống thì ông thấy cắn cắn ngay chỗ cái hông. Ông dùng tay móc ra thì đó là bức tượng. Ông cầm lên ngắm nghía một chút, không hiểu sao ông càng nhìn nó thì lại càng mê. Buột miệng ông nói: "Ngài có linh thiêng á thì cho tôi trúng số đi, để tôi làm cái nghề đạp xích lô này, đi sớm về muộn gặp nguy hiểm nữa. Mà tiền bạc thì không có bao nhiêu, tôi chán cảnh này lắm rồi." Nói xong thì ông đặt bức tượng kế bên mình rồi chìm vào trong giấc ngủ. Lúc đang ngủ ngon thì ông giật mình thức giấc vì nghe tiếng lợp cợp giống như ai đi dưới nền nhà. Vì lúc này ông đang nằm trên gác, ông mới nằm suy nghĩ: "Ủa, lúc nãy vô nhà mình đã khóa cửa cẩn thận rồi, không lẽ ăn trộm ta?" Ông rón rén bước lại chỗ lan can, thò đầu nhìn xuống coi ai đi dưới đó. Nhưng mà khi ông nhìn xuống thì không gian dưới đó tối thui vì không thấy gì hết. Mặc dù không thấy người nhưng ông vẫn nghe tiếng bước chân đi lợp cợp. Và cho đến khi ông nghe tiếng cục kịch là ông hết hồn, vì đó chính là tiếng bước lên cầu thang. Ông sợ trộm lên đây biết mình thức là nó giết mình. Lật đật ông lấy mền kéo chùm kín mít coi như không biết gì cả. Thì một lúc sau đó cái âm thanh kia cũng ngưng. Mà do cái mền ông nó mỏng nên từ trong mền ông thấy có một nhân dạng cao lớn đang đứng nhìn mình. Tay chân thì uốn éo kỳ cục lắm. Bắt đầu nó cúi xuống nhìn ông, sau đó đưa tay chụp lấy cái mền và kéo ra. Lúc này quảng hồn ông giật mình thức giấc, thì ra từ nãy đến giờ là mơ. Nhìn ra bên ngoài thì sáng bưng rồi. Nhìn qua cái tượng màu đen thì ông thấy nó đang nằm trên bụng mình. Sau đó ông ngồi dậy cầm bức tượng đem xuống và đặt lên cái nóc bàn thờ ngay dưới chân cầu thang. Tại vì trước đó dưới chân cầu thang thì ông có một cái bàn thờ nhỏ thờ ông Địa Thần Tài. Sau đó ông cũng vệ sinh cá nhân rồi đẩy xe đi làm. Vừa bước ra khỏi hẻm thì ông nhìn qua bên chỗ hồi tối xảy ra vụ tai nạn. Nhìn trên mặt đường vẫn còn những vết máu loang từng vũng, nhìn rất là sợ. Nhưng ông cũng mặc kệ. Nói chung là ông Tư cũng vô cảm lắm. Ông nói rằng cái việc thằng này bị như vậy là do số nó xui,
chứ không phải liên quan tới việc mình chửi rủa nó. Nghĩ xong như vậy thì ông cũng đi làm. Tuy nhiên ngày hôm đó xui lắm, cả ngày có đúng một khách đi xe của ông. Trưa hôm đó vừa ế vừa bực mình, vừa đói bụng, ông định sẽ đi kiếm bánh mì ăn. Vừa nghĩ như vậy thì ông thấy từ xa có một thằng bé cầm cọc vé số đi lại thẳng chỗ của ông. Ông định khi nó tới thì sẽ không mua, nhưng mà bất giác trong lỗ tai ông nghe loáng thoáng giọng ai đó trầm đục nói: "Mày mua đi, mua vé số đi." Khi mà cái giọng vừa dứt xong thì thằng bé đang đứng trước mặt mời ông mua. Ông cầm cọc vé số lựa lựa và ông lấy 5 tờ cùng số. Ông đưa cho nó 20 ngàn và nó thối lại 10 ngàn. Thời điểm đó thì vé số chỉ 2 ngàn đồng một tờ. Mua xong rồi ông cũng đi ăn uống. Từ đó tới chiều ông cũng chạy vòng vòng mời khách, nhưng không hề có khách nào đi xe của ông. Tối xế chiều hôm đó, trên đường về ông cũng đi ngang qua đại lý vé số. Lúc mà đi ngang qua thì ông sực nhớ hồi trưa có mua 5 tờ vé số. Lúc vô giò thì ông đổ mồ hôi hột, cầm 5 tờ vé số trên tay mà nó rung vì cả năm đều trúng. Không phải trúng độc đắc mà trúng cái giải nào đó 40 triệu. Chi tiết ổng trúng giải mấy thì ba mình cũng không rõ, chỉ biết tổng cộng 5 tờ trúng được 40 triệu. Lúc trúng số thì ổng mừng lắm. Đại lý vé số bảo ổng ngày mai tới lãnh tiền. Trưa ngày hôm sau, sau khi lãnh tiền về nhà thì ổng chạy vào nhà đóng cửa khóa lại hết, đi lên gác banh bọc tiền ra ngồi đếm. Lúc mà đang ngồi đếm tiền như vậy thì ông Tư chợt nghe tiếng trầm đục của ai đó nói bên lỗ tai: "Mày trúng số nhiều không?" Nghe xong là giật mình liền. Xung quanh nhà có ai đâu, vì lúc nãy đi vào đã khóa cẩn thận rồi. Ông mới chợt nghĩ chắc mình trúng số mừng quá nên sảng, chứ có ai đâu. Lại tiếp tục đếm tiền. Đang đếm chưa xong thì ông Tư nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, lật đật gom hết tiền lại giấu dưới chiếu rồi xuống mở cửa. Lúc mở cửa ra thì đó chính là ba mình. Vừa nhìn thấy ba thì ông Tư hỏi: "Gì đó mày?" Lúc đó thì ba mình nói: "Thấy mày chạy ngang qua nhà, nghĩ hôm nay mày về sớm, tính rủ làm vài xị chơi. Đây nè, hôm qua bà và vợ tao á dưới quê gửi 2 con gà tre, một con để vợ tao kho cho mấy đứa nhỏ nó ăn, còn một con xách qua đây chút xíu tao mày nhậu." Lúc đó ông Tư nhìn xuống thấy con gà trên tay của ba nhỏ xíu nên ông nói: "Ôi trời ơi, con gà chút xíu à, mày đem về cho vợ con mày ăn đi, còn ngày hôm nay á mày muốn ăn gì tao đãi hết." Ba nghe ông nói ngon quá thì nghĩ chắc ông cũng quýnh bài trúng mánh nên ba cũng đem con gà về. Tầm 2 tiếng đồng hồ sau, ông Tư mua về rất nhiều đồ nhậu, bê thui, vịt quay, bia, cả một mâm. Rồi hai ông bạn cùng nhau nhậu. Trong lúc ngồi nhậu thì ông Tư biết ba không phải là người tham lam, nên ổng cũng kể cho ba nghe cái vụ trúng 5 tờ vé số với tổng số tiền 40 triệu. Ổng nói: "Mày biết không Tùng, cái tiền này á là trời độ tao đó, chứ không phải tiền đánh bài đánh bạc gì đâu nha Tùng." Ba nghe bạn mình trúng số thì ba cũng mừng. Sau khi hai ông ngồi nhậu với nhau tầm 9 giờ đêm thì cũng tàn cuộc. Trước khi ba về, ông Tư có dặn: "Tùng Tùng, cái việc tao trúng số á chỉ tao với mày biết thôi, chứ mày đừng có đi rêu rao nha, cốp nó nghe thấy nghe mày."